Bất cứ điện thoại nào cũng cần cái chỗ để cho camera trước, để cho loa thoại cũng như là những cảm biến. Thì tùy vào cái việc các hãng đặt những vị trí khác nhau mà nó mang lại cái trải nghiệm màn hình khác nhau. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái trải nghiệm màn hình trên Galaxy S10 Plus, cái trải nghiệm tràn viền á, liên quan đến cái chuyện là Samsung đã quyết định để camera trước, cảm biến, loa thoại ở những cái vị trí như thế nào. Thì cơ bản với cái Galaxy S10 Plus hay là S10 á, thì chúng ta chỉ còn thấy cái camera nhỏ nhỏ trong cái màn hình hiển thị thôi. Thì cái đó nó làm cho cái điện thoại Galaxy S10 Plus này nó trở nên khác biệt so với lại những cái điện thoại flagship. Mình cảm thấy rằng là cái chuyện Samsung để ở cái vị trí đó nó mang lại một cái trải nghiệm rất là đáng kể, rất là vượt trội so với lại những cái điện thoại flagship trước đây của Samsung, cũng như là so với lại những điện thoại khác đang có trên thị trường. Họ đã mang hai camera trước á, ở trên S10 Plus hoặc là một cái ở trên S10 đặt vào đúng ở cái vị trí của cái thanh menu. Thì anh em biết rằng là trên cái điện thoại Android á, cái thanh menu nó luôn luôn tồn tại ở đó, ở bất cứ ứng dụng nào, ở bất cứ cái màn hình trình nào. Thì cái thanh đó gần như là cái miếng đất chết. Ở một số ứng dụng á, thì nó sẽ ẩn đi khi các bạn zoom cái hình lên hay là scroll cái màn hình lên. Thay vì là Samsung để vào giữa cái thanh đó hay để vào bên trên đó, thì bây giờ Samsung mang xuống để nó vào ở bên cạnh phải của cái thanh menu, thì về cơ bản nó sẽ không ăn vào trong cái phần hiển thị chính của màn hình, là nó cũng không có nằm bên ngoài để nó chiếm diện tích điện thoại, làm cho điện thoại to hơn như trước đây. Thì rõ ràng là đây là một trong những cái cách đặt rất là thông minh. Samsung đẩy cái phần thanh menu thay vì nó tràn ngang điện thoại thì nó đẩy hẹp sang một chút xíu ở cái phần bên phải này, thì là cái phần hiển thị điện thoại. Thì cách đặt đó làm cho chúng ta có một cái trải nghiệm hiển thị tràn màn hình hơn, làm cho cái máy nó gọn gàng hơn, cũng như là cái phần mà nhìn thật của chúng ta dưới cái thanh menu nó vẫn trọn vẹn, nó không ảnh hưởng gì hết. Thì mình thấy rằng là đây là một trong những cái lựa chọn rất là thông minh của Samsung. Và những cái thay đổi khác nữa mà Samsung làm là gì? Ví dụ như là ở những cái Galaxy trước đây thì không có phần gesture, cho đó là chúng ta lại tốn một cái phần ở dưới cho cái chuyện ba nút cơ bản của Android. Tuy nhiên ở trên cái S10 Plus này chúng ta có một cái lựa chọn là ẩn ba cái nút cơ bản nó đi và chúng ta thay bằng cái gesture. Thì giữa cái việc để camera vào thanh menu cộng với cái việc là chúng ta thiết lập vuốt cho ba cái nút cơ bản của Android, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái màn hình nó trọn vẹn hơn. Thì đây là cái điều mà mình mong đợi rất là lâu rồi ở trên một cái điện thoại flagship của Samsung. Thế nên em nên nhớ rằng là Samsung và LG là hai cái hãng mang cái điện thoại tràn viền với cái tỷ lệ cao ra thị trường rất là sớm. LG thì họ không có mạnh ở cái thị trường smartphone, cho đó là cái ảnh hưởng của họ đến toàn thị trường không nhiều. Và Samsung thì họ rất là mạnh trong thị trường này, cho đó là khi mà Samsung làm cái điện thoại 8 á, với cái tỷ lệ 18.59, cho đến cái thời điểm này thì cái xu hướng đó đã ảnh hưởng đến toàn cái thị trường điện thoại di động. Tất cả các điện thoại di động bây giờ đều có một cái tỷ lệ rất là cao và với cái viền màn hình rất là mỏng. Với cái S10 Plus này mình nghĩ rằng là gần như nó là cái điểm hoàn hảo nhất hiện nay của Samsung trong cái chuyện tràn viền. Một cái điểm nữa mà anh em sẽ thấy rằng là nó sexy hơn khi mà nhìn cái màn hình của điện thoại Samsung, hai bên nó hơi bo. Đối với những cái điện thoại không bo, ví dụ như là những cái iPhone, khi mà anh em nhìn vào anh em thấy được rõ ràng hai phần hai bên của cái màn hình. Cho đó rằng là đối với lại cái S10 Plus thì nó hơi cong, cho đó là khi nhìn thẳng vào chúng ta thấy cạnh hai bên của nó rất là mỏng. Thì đó là lý do về sao mà nó trải nghiệm màn hình tốt hơn. Thêm một lý do nữa mà nó giúp cho cái trải nghiệm tốt là gì? Khi cái hai viền hai bên mà nó bo cong như vậy á, thì lúc này chúng ta không có một cái đòi hỏi là cái cạnh dưới và hai cạnh hai bên nó phải bằng nhau. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái viền của những điện thoại khác á, mà nó không bo cong á, mà ba cái này không bằng nhau nó nhìn rất là kỳ. Còn đối với cái này chúng ta không có đòi hỏi cái đó. Tuy là cái cằm của cái S10 Plus này nó dày hơn so với là hai phần này và phần trên, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào á, cảm thấy nó khá là bình thường. Và đối với những điện thoại mà không có phần cong này thì lúc đó chúng ta mới đòi hỏi là cái sự cân đối. Thì bởi vì cái chuyện cong màn hình này của Samsung dùng rất là nhiều, rất là lâu rồi, cho đó là nó cũng một phần nào đó góp vào cái trải nghiệm màn hình tràn viền của cái S10 Plus này nó hoàn hảo hơn và nó tốt hơn. Một cái lý do nữa nó khá vui vẻ để các bạn thấy rằng là cái màn hình tràn viền nó đẹp hơn, đó là ví dụ như vậy, mình dùng một cái hình nền một con robot và hai camera chính là hai cái vị trí mắt của nó khi đặt vào, nhìn rất là hay, rất là vui. Hoặc là cái hình này đó,
rất là vui vẻ. Hình Kim Jong Un lấy một cái ống nhòm nhìn ra và hai ống nhòm nó chính vào hai lỗ camera, nhìn nó vui vẻ hơn rất là nhiều. Một cái điểm mà mình chưa ưng ý lắm do cái trải nghiệm màn hình này mang lại đó là gì? Đó là cái vị trí mà Samsung đặt hai cái cụm camera để trên cái thanh menu nó hơi lệch xuống một chút xíu. Do đó là một số ứng dụng cũ chưa cập nhật á, thì nó tách biệt giữa cái menu bên trên và cái phần hiển thị bên dưới á, nó tách biệt rõ ràng, thì chúng ta thấy được rằng là cái sự lệch đó. Tuy nhiên những ứng dụng mà Samsung trang bị trên con S10 này, hay là những ứng dụng mà đã được update mới như là Gmail hay là Map á, thì cái sự tách biệt đó nó không còn nữa và chúng ta cảm thấy rằng là cái sự trần viền nó tốt hơn. Tiếp tục một số cái ứng dụng như là xem hình hay xem video á, thì khi mà anh em zoom cái hình lên thì cái phần mà nó che cái hình á, nó khá là nhỏ, nó không nhiều như là iPhone chẳng hạn. Và kể cả xem video, nếu mà video có tỷ lệ màn hình super wide 21:9 chẳng hạn thì nó sẽ nằm ngoài cái khung hình. Còn nếu mà khoảng chừng 18:9 hay 19:9 á, thì nó nằm vào một khung hình một chút xíu bên trên. Hoặc là nếu mà anh em coi 16:9 hay là vuông mà anh em zoom lên á, thì nó chiếm một cái phần nhỏ bên trên. Thế thì đại loại là như vậy. Rồi, xin cảm ơn anh em.